Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình cập nhật là một dự án là hướng dẫn nhận quà chứng sinh 2000 top Clam 2000 BKF này đã list công market cap nha các bạn. Thì để Clam được token này thì các bạn phải yêu cầu được KYC trên một cái sàn DeFi Auto nha các bạn. Đây thì để mình đăng nhập vào cái sàn các bạn. Sau khi bạn đăng nhập vào sàn DeFi Auto thì ở đây thì nó có hiện một Clam lên tất cả các bạn. Thì vào ngày 14 tháng 12 năm 2020 các bạn nhớ vào đây cập bấm vào một Clam nha tất cả các bạn. Thì mình hướng dẫn các bạn KYC nha. Các bạn nhập vào hình chữ thiệp dưới hộp quà nha các bạn. Các bạn nhập vào các bạn. Rồi đây thì có trên thì có 2 dưới đây thì có một verify, bạn nhấp vào một verify các bạn. Rồi các bạn lướt xuống. Rồi các bạn bấm nút tiếp tục là một verify nè các bạn. Rồi bạn bấm nút ta nha các bạn. Trong quốc gia Việt Nam các bạn bấm nút ta nè. Đây thì fit name last name này nọ thì fit name thì tên họ thôi. Fit name tên Quỳnh. Anh họ Quỳnh. Rồi Quỳnh Văn Anh. Fit name Quỳnh Văn Anh. Rồi đây thì rồi xin nào cái máy các bạn bắt vào các bạn. 94 93 92 91 90 91 này các bạn. Ngày 22 tháng 6. Ngày 22 tháng 2. Các bạn chỉnh lên sao mà ngày tháng năm sinh của tất cả các bạn nha các bạn. Còn dòng này thì dòng địa chỉ nha tất cả các bạn. Các bạn ở đâu thì các bạn ghi vào. Còn mã mất code này thì là cái mã bưu điện tất cả các bạn. Các bạn lên Google gõ 63 tinh thành các bạn mã code các bạn nha các bạn. Cái này thì quá dễ, 40050 90.000. City thành phố thì các bạn ở đâu thì các bạn ghi vào, mình ở An Giang, thành phố An Giang. Các bạn thành phố nào thì các bạn ghi vào các bạn. Rồi các bạn bấm continue nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm tiếp tục bấm nút tay nha các bạn. Rồi đây thì các bạn chọn nha còn thức thì bắt bo bằng lái xe dạy đi card, mình chọn đi card nha các bạn. Rồi các bạn tải lên cho nó một cái giấy bức ảnh cho chứng minh nhân dân trước của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn như vậy nhấp vào thì nó ra một cái hiện hình một giấy chứng minh nhân dân trước của tất cả các bạn tải lên các bạn. Rồi tiếp theo là một cái bức ảnh nhận diện khuôn mặt của tất cả các bạn nha các bạn. Chỉ cần có một cái khuôn mặt của tất cả các bạn được rồi. Rồi các bạn bấm cái lock. Đây thì nó sẽ hiện tại trong tình trạng pending, nó sẽ về KYC cho từ trong vòng 1 đến 3 ngày nha tất cả các bạn. Sau khi nó về KYC xong thì vào ngày 14 tháng 12 các bạn vào claim tất cả các bạn. Vậy video này kết thúc, mình cảm ơn tất cả các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.